Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hôm nay 23 tháng 10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 khai mạc. Trong chương trình nghị sự, Quốc hội sẽ dành thời lượng 1,5 ngày làm việc để lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Theo đó, đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có cuộc trao đổi với Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xoay quanh công tác chuẩn bị cho hoạt động quan trọng này của Quốc hội. Về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội tại kỳ họp đối với các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn, bà Tạ Thị Yên cho biết, đây là nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm và mong muốn việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành thực chất, công tâm, khách quan. Có thể nói công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm, đúng quy trình, quy định. Điều này giúp các đại biểu Quốc hội có đầy đủ dữ liệu, có góc nhìn vừa toàn diện vừa chi tiết để có thể đánh giá khách quan, chuẩn xác với từng chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Bên cạnh đó, bà Yên cũng thông tin thêm rằng Quốc hội khóa 15 từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã bầu và phê chuẩn 50 chức danh. Hiện có 49 chức danh thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, cũng theo quy định tại Nghị quyết số 96, thì những người có thông báo chờ nghỉ hưu và chức danh được bầu, phê chuẩn trong năm 2023 không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 do chưa đủ một năm giữ chức vụ. Qua rà soát các chức danh và điều kiện tiêu chuẩn cụ thể, dự kiến sẽ có 44 người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Tại kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội quyết định danh sách chính thức những người được lấy phiếu tín nhiệm. Về căn cứ đánh giá với những người được lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên cho biết, theo Nghị quyết 96, người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo đầy đủ, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kê khai tài sản, thu nhập, những hạn chế, thiếu sót, phương hướng khắc phục và giải trình đầy đủ các nội dung mà cử tri và nhân dân có ý kiến hoặc đại biểu Quốc hội yêu cầu, nếu có. Đến nay, các báo cáo trên đã được gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các thông tin liên quan khác cũng đã được gửi đến từng đại biểu Quốc hội. Cá nhân tôi cũng đã nhận được. Qua nghiên cứu, đánh giá ban đầu, tôi nhận thấy các thông tin về các quá trình công tác, thực thi nhiệm vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm đã được cung cấp khá đầy đủ, toàn diện. Đây là cơ sở quan trọng để đại biểu Quốc hội đánh giá khách quan, công tâm với từng chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Mặt khác, bà Yên cho rằng, cá nhân bà cũng tham khảo thêm các kênh thông tin khác, trong đó có kênh thông tin từ báo chí, báo cáo ngành, lĩnh vực mà người được lấy phiếu tín nhiệm đang công tác, qua đó để có cái nhìn thấu đáo hơn khi đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ. Về điểm nổi bật trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, đây là kỳ họp đầu tiên Quốc hội thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 96 có sửa đổi so với Nghị quyết 85 trước đây. Một trong những điểm nổi bật của Nghị quyết 96 là sử dụng kết quả đánh giá tín nhiệm với những biện pháp mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Theo đó, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Với người có từ 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp trở lên thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội bầu, phê chuẩn sẽ có trách nhiệm trình Quốc hội miễn nhiệm ngay tại kỳ họp đó hoặc sang kỳ họp gần nhất. Điều này giúp thôi thúc mạnh mẽ hơn và khiến người được lấy phiếu tín nhiệm phải tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đây cũng là cơ sở quan trọng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Được biết, toàn bộ thông tin về kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm được thông qua để cử tri và nhân dân biết. Quy định này nhằm tác dụng phát huy tính tích cực, hiệu quả trong hoạt động lấy phiếu tín nhiệm để cử tri, nhân dân cả nước cùng tham gia giám sát hoạt động lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, giám sát chất lượng thực thi nhiệm vụ, chức trách được giao đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Các chức danh sẽ được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 bao gồm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao và Tổng kiểm toán Nhà nước.
Thông tin thêm về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết. Theo quy định tại Nghị quyết 96, những người giữ các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm sẽ phải có báo cáo, kê khai tài sản gửi đại biểu Quốc hội, có những giải trình nếu đại biểu yêu cầu. Trên cơ sở đó, các đại biểu sẽ xem xét, đánh giá tín nhiệm đối với từng chức danh. Có thể nói đây là một đợt đánh giá của cử tri, nhân dân cả nước đối với những người giữ chức vụ trong Quốc hội. Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn thông qua lá phiếu của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Là một trong những người giữ chức danh được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần này, bản thân tôi nhận thấy đây là một dịp để bản thân tự xét lại mình, từ đó hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhất công việc, nhiệm vụ được giao. Cá nhân tôi rất tin tưởng vào sự đánh giá công tâm, khách quan, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, đồng thời mong muốn đợt sinh hoạt chính trị này sẽ tác động lan tỏa tích cực để mọi cán bộ, mỗi đại biểu dân cử, nhất là khi được bầu các chức vụ ở trung ương hay địa phương, đều phải cố gắng thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, xứng đáng với sự tín nhiệm từ các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri, nhân dân cả nước. Còn đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa thuộc đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp nêu quan điểm: tôi rất kỳ vọng đợt lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 lần này sẽ thể hiện sự quyết tâm chính trị cao của từng đại biểu Quốc hội trong đánh giá tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh mình đã bỏ phiếu bầu và phê chuẩn. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi và được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm, theo dõi. Hiện nay, các đại biểu Quốc hội đã nhận được báo cáo của những người sẽ được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này. Bản thân tôi đã nghiên cứu kỹ từng báo cáo để mình nắm được những thông tin về mặt được, chưa được của từng trường hợp mà mình sẽ bỏ phiếu tín nhiệm. Qua đó, việc đánh giá tín nhiệm đối với từng trường hợp được thực hiện một cách thận trọng, chu đáo, công tâm, khách quan. Cùng với đó là kết hợp với quá trình giám sát các hoạt động của các thành viên mình đã bầu, nhất là công tác chất vấn để mình có sự đánh giá toàn diện hơn đối với quá trình công tác của từng trường hợp được lấy phiếu tín nhiệm trong đợt này. Tôi cho rằng mỗi đại biểu Quốc hội cần giữ một vị thế khách quan, độc lập, công tâm trong đánh giá tín nhiệm, không vì một thế lực nào đó, vì một lý do nào đó, một áp lực nào đó mà mình bỏ phiếu thiên lệch. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc và dự kiến bế mạc vào ngày 29 tháng 11 theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Kỳ họp được tổ chức làm hai đợt, trong đó đợt 1 kéo dài 15 ngày từ ngày 23 tháng 10 đến 10 tháng 11 và đợt 2 kéo dài 7 ngày từ ngày 20 đến 28 tháng 11. Về công tác lập pháp, kỳ họp sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, một dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 8 dự án luật khác. Cụ thể, 9 dự án luật Quốc hội sẽ xem xét thông qua gồm các luật đất đai sửa đổi, kinh doanh bất động sản sửa đổi, nhà ở sửa đổi, tài nguyên nước sửa đổi, viễn thông sửa đổi, quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, căn cước công dân sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Về luật đất đai sửa đổi, Văn phòng Quốc hội cho biết đến thời điểm này, dự thảo luật đã được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 265 điều, bỏ 4 điều, bổ sung 6 điều so với dự thảo luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Ngoài ra, Quốc hội xem xét cho ý kiến 8 dự án luật, bao gồm các luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, lưu trữ sửa đổi, công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, đường bộ, trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thủ đô sửa đổi, tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Cùng với đó, kỳ họp cũng xem xét các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và tiến hành giám sát các vấn đề quan trọng khác. Cụ thể, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế, xã hội, các báo cáo công tác tư pháp. Kỳ họp sẽ tiến hành giám sát chuyên đề, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ cho ý kiến về lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương, thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7-2024. Ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội cho biết, Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vừa qua đã ban hành nghị quyết và giao chính phủ trình Quốc hội tiến độ cải cách tiền lương. Theo kết luận Hội nghị Trung ương 8, lộ trình thực hiện sẽ từ ngày 1 tháng 7-2024 với tinh thần, quan điểm thực hiện 6 nội dung nghị quyết 27 của Trung ương về cải cách tiền lương. Trong đó xây dựng bảng lương mới thay cho bảng lương hiện nay, gồm bảng lương về chức danh lãnh đạo từ Trung ương cho đến cơ sở, bảng lương chuyên môn nghiệp vụ và 3 bảng lương cho lực lượng vũ trang. Đồng thời sắp xếp, thu gọn chế độ phụ cấp so với hiện nay, chế độ tiền thưởng bằng 10% quỹ tiền lương cơ bản không bao gồm phụ cấp, chế độ nâng bậc lương, nguồn kinh phí để thực hiện chế độ cải cách tiền lương, quản lý tiền lương và thu nhập.
Về nguồn kinh phí để cải cách tiền lương, ông Quý cho hay, Chính phủ báo cáo Hội nghị Trung ương nguồn cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2024-2026. Sau năm 2024, tức là từ năm 2025 thực hiện tăng có lộ trình 5% đến 7%. Lộ trình tăng lương đảm bảo mức lương phù hợp tiệm cận khu vực 1 của tư nhân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!